Quang Hải là cầu thủ tài năng, có thể tạo ra những cái đột biến, đặc biệt là khi gặp đối thủ khó như Thái Lan. Mất Quang Hải là một cái thiệt thòi. Tuy nhiên tôi tin tưởng là hiện nay U22 có lực lượng dày và chúng ta sẽ có những pha khác nhau. Có thể là ở cái vị trí đó thì không có ai làm được những kỹ năng như Quang Hải, nhưng mà sẽ lại có những nét đá khác từ những con người khác và có thể sẽ có những cái đường nét phù hợp chiến thuật khác. Tôi tin vào khả năng xoay chuyển của ông Panser. Vị trí của Quang Hải thì có thể được thay thế bởi một số cầu thủ. Ví dụ như Đỗ Hùng Dũng trận đấu trước vào sân đá ở chính vị trí Quang Hải. Nếu mà Trọng Hùng khỏi thì Hoàng Đức có thể sang đá ở bên phía của Hải và Trọng Hùng đá ở góc trái. Thậm chí là Trương Việt Hưng nếu cần cũng có thể được sử dụng ở cái vị trí giống như là Quang Hải, rồi là cả Trọng Hoàng nữa. Ví dụ như là Hoàng Đức đá bên trái, Trọng Hoàng đá bên phải cũng là giải pháp. Tôi nghĩ rằng là cái hay của ông Park Seo là ông ấy biết phát huy cái sự đa năng của các tuyển thủ để mà chúng ta mỗi vị trí ít nhất là có hai cầu thủ đá tốt. Vì thế lúc này thì tôi cảm thấy yên tâm và cũng mong cho Hải khỏi nhanh. Chúng ta không ngạc nhiên khi mà ông Nishino tỏ ra rất là thận trọng, thậm chí là có phần căng thẳng trước sự gặp Việt Nam. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy là Thái Lan đang ở vào tình thế khó khăn. Cái sự căng thẳng của Nishino khi gặp Việt Nam xuất hiện từ những cái tháng trước. Tháng 9 khi gặp đội tuyển Việt Nam ở Thái Lan và tháng 11 tại Mỹ Đình thì ông cũng đều rất là hạn chế với phóng viên. Tôi nghĩ rằng là Thái Lan trong 3 đội mà xếp đầu ở bảng B, Thái Lan đang bất lợi hơn so với Việt Nam, Indonesia. Vì thế thì ông Nishino cái việc ông ấy thận trọng, thậm chí ông ấy cố tình để giấu bài là điều rất dễ hiểu. Với mật độ thi đấu dày đặc và lại đá trên mặt cỏ nhân tạo rất là mất sức thì dễ hiểu khi mà các huấn luyện viên Nishino cũng như là Panser luôn có cái sự xoay tua. Tôi nghĩ là xoay tua rất cần thiết, mặc dù vẫn biết là khi xoay tua ấy thì những cái nhịp đá, những cái miếng đá quen thuộc của những con người quen biết có thể nó sẽ bị bỡ ngỡ đi. Cụ thể Việt Nam trận đấu hiệp 1 gặp Singapore là có những cái vị trí đá với nhau là tôi thấy tương đối lạ lẫm, dẫn đến khó khăn trong cái việc triển khai lối chơi. Hiệp 2 thì bổ sung thêm người vào thì đá tốt hơn. Dù sao thì tôi vẫn tin tưởng là Việt Nam càng vào sâu trong giải, kể cả có xoay tua thì cũng sẽ nhuần nhuyễn hơn và thuộc bài nhau hơn. Mật độ thi đấu rất dày, ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ của các đội bóng, đặc biệt là những đội cửa trên. Và cũng phải nói thêm là đá trên mặt cỏ nhân tạo cộng với cả cái ngày thi đấu vừa qua là mưa, sân trơn, mặt cỏ nhân tạo thì khiến cho những đội cửa trên rất là khó đá. Chúng ta vẫn nói là khó người khó ta, tuy nhiên là cái đội xây thì bao giờ cũng khó là đội phá. Tức là cái đội cửa trên tôi tạm gọi là đội xây bởi vì là cái cách đá của họ có tổ chức và có cái sự cầu kỳ hơn. Tuy nhiên là cuối cùng cả Việt Nam và Thái Lan đều đã vượt qua được thì tôi nghĩ rằng đấy là những thắng lợi xứng đáng. Cũng phải nói những lời khen ngợi cho Lào và Singapore. Họ đã chơi những trận đấu rất là quả cảm, phải nói là hay nhất của mình từ đầu giải. Việt Nam đá với Thái Lan tôi cho rằng sẽ dễ đá hơn so với gặp Indonesia và Singapore. Indonesia thì đội bóng mạnh và chơi phòng ngự chặt chẽ. Indonesia đã từng thắng Thái Lan, điều này rõ rồi. Với Singapore thì cái trận đấu vừa qua thì thực ra là trận đấu mà Singapore trong cái thế dựa vào lưng tường rồi. Họ không còn gì để mất nữa và họ đã chơi một trận đấu để đời của nhiều cầu thủ. Thành ra Việt Nam khó khăn. Tuy nhiên khi gặp Thái Lan thì Thái Lan không bao giờ là đội bóng chơi theo kiểu từ thủ hay là phòng ngự phản công cả. Thái Lan cơ bản là đội bóng chơi cống hiến và luôn muốn trận đấu diễn ra theo kiểu đôi công. Thì đây là đối thủ Việt Nam dễ chơi và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình. Chúng ta sẽ có một lực lượng dày hơn và phát huy được cái hơn hẳn về lực lượng để mà chiến thắng. Tôi dự đoán là 2 bàn cách biệt, 2-0 cho Việt Nam. Next Sports, luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.